Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cờ lem, một chương trình này góp cờ lem nhận 10 triệu token DOT nha, DOT rơ nha các bạn. DOT X từ dán Tesla DOT rơ. Tesla DOT.com nha các bạn. Thì để cờ lem được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả dưới video mình, các bạn mở trình duyệt với chocolate ra các bạn. Thì các bạn dán cái các bạn chọn mục đáp nha các bạn. Đây, sorry các bạn, để mình vào lại các bạn. Các bạn dán cái địa chỉ của bạn đã copy phần link mô tả dưới video mình nha bạn. Rồi các bạn chọn nút gỡ nữa các bạn. Rồi các bạn lưu ý các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Mình khuyên các bạn nên claim trên YouTube Wallet nha bạn. Có nhiều bạn claim trên MetaMask nó không về nha các bạn. Nó không có. Rồi các bạn bấm vào claim iDrop nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào kết nối nha. Khoan, các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Mình sẽ tốn phí mạng là 0.00005 16 BNB khoảng 0.2 UDT các bạn. Các bạn bấm chấp thuận nè các bạn. Rồi, iDrop này 29 ngày nữa nó sẽ list sàn Bankake Swap cho mình giao dịch các bạn. Các bạn có thể mua giá phi sale của nó với min tối thiểu là 0.05 BNB hoặc là 10 BNB các bạn. Con này bán giá phi sale mà sao giá cao quá ta. Ok, mình đã smart con chắc xong thì các bạn bắt up lại với chiếc wallet của mình nè các bạn. Rồi. Con này mua mà sao giá cao quá ta. Thấy tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn dán cái con chắc của nó vào. Các bạn copy con chắc cho mọi link mô tả với mình các bạn. Rồi. Hãy của chó các bạn. Rồi mình đã nhận được 10. Mình đã nhận được 100 triệu token test dot nè các bạn. Tự dán Tesla DOT nè, dự án này khá là ngon đó các bạn. Rồi để mình qua mình trang bị xe scan đó, mình kiểm tra cái tổng cung của nó các bạn. Ok, tổng cung con này nó có là 1 3 6 9 12 15 12 con số 0 tốt tặng test DOT nè các bạn. Thì đây là một kèo số số mình các bạn nên cân nhắc các bạn. Nếu các bạn mắc thì các bạn mắc phí ra, còn không phải thì các bạn sẽ vô vài chục đô nha các bạn. Ok, sau này token này nó sẽ tích sàn Bankake Swap, mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Vậy video mình đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.